xin được chào toàn thể các bác. Một cái cây xanh quê, nó có nét gì đấy khá là hay. Về thứ nhất là nó là vẫn là đồ mini, thứ hai là trên bệ nó cũng được, thứ ba là nó sạch sẽ và nhìn cảm giác nó có tuổi, cảm giác có tuổi u cục và nó sạch sẽ. Thì em đang tính trước đây là định làm dáng lão, nhưng mà đang ngắm nghía chút thì có ý tưởng thay đổi. Tức là như này bạn, đoạn cổ này nó không được ưng ý cho lắm, cái đoạn này là hơi to đấy. Cái thứ hai thì cái này hơi bị đòn gánh, hơi bị song song nhau quá và gần nhau quá. Thì với lại mặt chính nó như này cơ, nếu mà giữ nguyên dáng này thì phải phẫu để xoay nó về chính diện đây, chiều nó này thì phải trồng lại đấy, là như này. Nhưng mà như thế thì nó vẫn không ổn lắm, không có cái gì phá cách. Thế thì em tính là cắt đến đây để lấy phần trên là một cây mini dáng làng ba vai đấy, ba vai siêu mini. Thì cứ cắt theo cái thớt này, thành đám thớt này, đây là có tấm thớt chia rõ ràng này đấy, vòng bên đây, vòng đây. Tất nhiên thì lại thì nó sẽ giải quyết được vấn đề là cái cây này nó sẽ lùn lại, nó lùn đi và mầm nhất ở đây nó sẽ lên chuẩn chỉ hơn và lại được một thêm một cây nữa dáng làng ba vai mini đấy. Thì em sẽ cắt phẳng đây để lấy cái chân bệ nó to, xong cái đục sau thì khi đấy nó em sẽ cho nó sang cái chậu này, đặt lên chậu xốp, hoặc nếu mà có viên đá đẹp luôn mà các bác làm thì đặt lên luôn, thì sau nó bệ nó ôm ra thì đẹp. Nhưng mà tại em không có viên đá đâu cả, đặt tạm lên cái xốp này và cho vào vùi. Mùa này trồng sớm lắm các bác, chỉ có khoảng nửa tháng sau là dễ nó phun trắng rồi, thích lắm. Thế bây giờ triển khai luôn các bác nhé, khai luôn. Nhỏ tí cho các bác xem, nó không phải là siêu phẩm gì nhưng mà nó có những cái nét chơi mà sau này thì nó sẽ cho những cái câu trả lời rất tốt cho các bác ạ. Mặt chính của cái ngọn mà đây, nhưng mà chiều thuận mùa thân thì lại không phải. Đấy, chỗ này là bị thoát, mình cắt luôn nó đi. cắt luôn cắt thì cố gắng cắt phẳng trên để lấy cái bệ nó to, chứ cắt mà theo cái vần đục này thì bệ nó xấu. Phết các bạn, chốt cái này lại cho nó đỡ lắc. Đấy, đây các bác, cây mini tuyệt vời. Tí nữa sẽ quay cây này còn sau tương lai hơn con kia. Đấy, đây nhé. Đây. Đáng lẽ ra là không nên đục luôn, cho tòi mầm xong rồi xử lý tiếp, sau này có mầm chuẩn thì mới đục. Nhưng mà như thế các bác nếu mới chơi thì khó hình dung. Em sẽ cố gắng em làm luôn, bởi vì các bác, nhưng mà một số các bác mà chuyên gia ấy thì nhìn em là sẽ mắng, sẽ chửi vì là tại sao đục vội thế, cắt vội thế. Nhưng không vội làm sao khoe các bác khoe được, các bác chờ làm sao được cái lúc mà hoàn thành để các bác xem được. Đấy, các bác phải thông cảm, hết sức thông cảm cho cái công việc của em là chia sẻ. Cho nên cứ thi thoảng cứ khuyên các bác là đừng có bắt chiếc em, mà hãy nghe nhé.
Rồi, tuyệt vời rồi, kể cái này đã. Xử lý con này. Con này mới hay này. Chúc cái camera xuống chút. Con này mới hay các bạn. Này mới hay này.
Đấy các bác, thấy chưa? Đẹp không? Quá đẹp.
Cây làng ba vai rất luôn. Chắc cả bằng cái bếp lửa, thì đặt cái miếng xốp ở dưới để cho nó phẳng sau cái bệ nó trải đẹp. Đó ạ. Những cây mini là thường là toàn là cắt ngọn và cắt cành ra để làm cái này mà. Bác nào mà có đá mà đẹp thì gắn luôn, nếu không thì cứ lấy này để cho cái bệ nó đẹp cái đã, xong rồi tính sau. Đấy, các bác nhá. Tí nữa còn phải ủ kín nữa. Khoe các bác thì khoe này thôi. Rồi. Quên không cho các bác xem cái bệ ở cây này. Khá là ổn đấy. Thôi, vùi lại rồi thôi. Quay các bác dịp khác. Thành công nhất là hôm nay mùng 1 mà được 2 cây. Từ 1 cây cắt được 2 cây mà 2 cây đều ưng. Đấy, cây này. Đây là sau trồng lại mặt chính nó như này này. Đấy, các bác nhìn thấy. Mặt chính đây nha. Lộc lá quá. Này sâu đẹp rồi. Một nhóc đây, người này đục cái này cho nó thì hay ho chút. Cổ này thì sau xử lý tiếp, bây giờ chỉ đục thế, tí nữa bôi keo mình trẹo cho đấy, sau sẽ trồng lại mặt như này mặt chính ấy. Đấy, xoay lại để thay chậu mà đó. Thớt này đang dựng lên để những cái mầm này đang lên rất là nhanh. Hơi lem nhem tí nhưng các bác thông cảm. Cảm ơn các bác nhé. Đúng một găng tay rồi.